Xin chào các em. Như vậy là hôm nay đã là ngày mùng 4 Tết. Vào đi chơi vui vẻ không? Vẫn thỉnh thoảng vẫn xem bài giảng của thầy chứ. Tốt lắm. Mình cứ nghe, mình nhìn, cho nó thấm, thế là nó vào. Và đến lúc nào đó mình thích nó. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em cái chuyên đề về thống kê. Chuyên đề này có thể học từ lớp 7 cho đến tận lớp 12, thậm chí lên cả đại học. Phần đầu có thể học từ lớp 7, từ lớp 7 trở lên đã bắt đầu học. Tức là rất hữu ích cho mọi người. Thì phần đầu chúng ta sẽ làm quen với khái niệm cơ bản. Thống kê là môn khoa học nghiên cứu các phương pháp thu thập, phân tích, xử lý số liệu nhằm phát hiện các quy luật thống kê trong tự nhiên và xã hội. Cái này nói ví dụ đơn giản trong thể thao bóng đá đấy. Khi mà mình bắt đầu đá với đội bạn, mình thống kê xem cái anh bắt gôn này anh thuận chân nào, mình xem là anh chân thuận này, tay này, bắt vào bên nào tốt hơn bên nào. Rồi ngược lại bên bắt gôn thì xem cái đội bạn thì là chuyên cậu nào, anh nào là chuyên sút penalty và sút góc nào thuận chân như thế nào, vân vân, thì nó sẽ giúp cho cái việc bắt gôn được tốt hơn. Tất nhiên là cái xử lý tình huống trong, nhưng mà nhiều khi mình chuẩn bị kỹ nó vẫn tốt hơn. Kể cả những người bán hàng phải thống kê xem là trong những ngày Tết này, ví dụ mình chuẩn bị những trước ngày Tết, trước Tết mình chuẩn bị những cái hàng nào để mình bán, hàng nào nó chạy. Hàng năm là như vậy, xong từ đó mình rút ra đưa ra cái dự báo mình để mua lấy hàng cho nó chuẩn. Như nhiều người vào ùa vào lấy hàng chết rồi đấy. Thế cái khu phố mà mình toàn những dân số trẻ thì mình phải lựa chọn những cái hàng nào để phù hợp. Người đại ý là như vậy. Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu được gọi là dấu hiệu điều tra, và thường thì ký hiệu dấu hiệu điều tra bởi các ký chữ cái in hoa XY. Tất nhiên về sau mình có thể ký hiệu thay đổi tên cho nó dễ nhớ hơn. Ví dụ như là ở một trường phổ thông ấy, thì người ta điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp nhân dịp hoạt động phong trào Tết trồng cây. Cái này quan trọng lắm nha, đầu xuân đi trồng cây sẽ giúp cho chúng ta có một môi trường xanh sạch đẹp, và khi tham gia hoạt động trồng cây sẽ giúp cho con người trở nên thân thiện hơn, gần với nhau hơn. Đấy. Thì người điều tra lập được bảng dưới đây và được gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu. Như vậy ở đây thì lớp 6A trồng được 35 cây vân vân. Nhìn vào cái bảng người ta có thể đọc nó ra như vậy. 6B trồng được 30 cây, 6C trồng được 28 cây vân 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 vân. Thì cái dấu hiệu điều tra ở đây chính là gì ạ? Số cây trồng được của mỗi lớp, tất nhiên là của cái trường chúng ta đang điều tra. Đúng chưa nào? Và mỗi một lớp sẽ được gọi là một đơn vị điều tra. Đấy. Như vậy, các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu thì được gọi là số liệu thống kê. Và mỗi số liệu thống kê thì là một giá trị của một dấu hiệu. Lấy ví dụ, đây, giá trị của dấu hiệu ở đây là 35. Đó. Rồi 30. Rồi 28. Thì dấu hiệu của chúng ta là số cây trồng được, còn đây là giá trị của dấu hiệu. Số tất cả các giá trị không nhất thiết khác nhau của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra. Để như trong bài này thì là bao nhiêu ạ? Hai mươi, đúng rồi, giỏi lắm. Không nhất thiết khác nhau đó nha. Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó. Nào, ví dụ như là thầy đang để đây là 28 chẳng hạn, thì chúng ta đếm xem là có bao nhiêu lớp có 28 trồng được 28 cây không? Là 2, đúng rồi. Như vậy 28 đây có tần số là mấy ạ? Là 2, đúng rồi, giỏi lắm. Trong ví dụ trên thì các giá trị ở cột thứ 3 và cột thứ 6 của bảng từ kể từ trái sang phải thì được dãy giá trị có dãy dấu hiệu x, ở đây là số cây trồng được của mỗi lớp. Thì giá trị của dấu hiệu thường được ký hiệu là x, tần số của giá trị thường được ký hiệu là n,
chúng ta cần phải phân biệt n nhỏ với n lớn là số các giá trị. Cũng như vậy, cần phân biệt x lớn là ký hiệu đối với dấu hiệu và x nhỏ. Ô, thầy đánh máy nhầm, chỗ này là x nhỏ. X nhỏ. X nhỏ. Đó. Chốc cái máy nó sẽ sửa. X lớn thì là ký hiệu đối với dấu hiệu nào đó. Thế còn cái x nhỏ là ký hiệu đối với giá trị của dấu hiệu. Một số bạn sinh viên vẫn không phân biệt được cái này, không biết lúc nào ký hiệu x lớn hoặc ký hiệu x nhỏ. Rồi, như vậy thì nó sẽ đã đổi lại ký hiệu. Không biết nào? X lớn là ký hiệu đối với dấu hiệu. Ví dụ dấu hiệu điều tra ở trên. Thế còn x nhỏ là giá trị, ký hiệu đối với giá trị của. Từ bảng số liệu thống kê ban đầu, ta có thể lập bảng tần số, còn được gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. Đó. Như thế nào chúng ta sẽ học được bài thứ hai. Ở đây giảng bắt đầu nói trước. Bảng tần số thì giúp người điều tra có những nhận xét chung về sự phân phối của các giá trị dấu hiệu. Bây giờ các em nhìn cái này thì em cũng chỉ nói chung chung, chứ em cũng không biết được xem là cái số cây, mức độ số cây bao nhiêu là trồng được có nhiều nhất. Đó. Lớp trồng cây nhiều lớp đạt được cái thành tích như thế nhất. Đó. Tức là trồng được số cây nhiều đấy như thế. Thì nhìn qua thì chúng ta không thể nhận thấy được, nhưng mà bảng tần số sẽ giúp chúng ta trả lời được như vậy. Bảng tần số giúp người điều tra có nhận xét chung về phân phối giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho tính toán sau này. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta nhìn cả 20 lớp, chúng ta cộng lại số cây trung bình rất vất vả, nhưng khi chúng ta làm bảng tần số nó rất là nhanh, thuận lợi trong việc tính toán sử dụng cả máy tính bỏ túi lẫn phần mềm sau này. Thì tất nhiên thầy đã sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng máy tính bỏ túi, và tất nhiên các em anh chị sinh viên thì sẽ được học sử dụng phần mềm SPSS hoặc R, rồi phần mềm các phần mềm khác. Sau đây chúng ta sẽ xét một số thí dụ. Hàng ngày bạn An ghi lại thời gian đi từ nhà đến trường vào bảng sau, tính bằng đơn vị bằng phút. Ngày thứ nhất, thứ hai cho đến ngày thứ 10. Rồi, bây giờ các em sẽ trả lời cho thầy câu hỏi: dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì? Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị? Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị dấu hiệu đó? Viết các giá trị sau và khác nhau trong dãy giá trị dấu hiệu và bảng tần số, viết tần số của chúng. Bây giờ trừ bảng tần số rồi, bảng tần số để bài 2 nhé. Nào, như vậy dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì? Mình đọc đen biết. Ghi lại thời gian đi từ nhà đến trường. Như vậy cái dấu hiệu bạn An quan tâm là chính là thời gian đi từ nhà đến trường. Mất bao nhiêu phút? Rồi. Tiếp tục. Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị? Có bao nhiêu giá trị? Ngày 1, ngày 2, ngày 10. Như vậy là có bao nhiêu? 10. Đúng rồi. Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Thế thì mình phải đếm ạ, mình phải xem ở phía dưới. Thôi để thuận lợi mình từ nhỏ đến lớn đi. Nhỏ nhất là bao nhiêu? Rồi, 17. Tiếp sau đến bao nhiêu? 18. Tiếp sau đến 19. Tiếp sau đến 20. Tiếp, hết chưa? 21, đúng rồi. 22 có không? Không có. Hết chưa? Hết rồi. Đấy, thế là mình có được bao nhiêu đây? 5 giá trị khác nhau. Viết các giá trị khác nhau đó trong giá trị đó và viết tần số của chúng. Là 17 mình đếm xem có bao nhiêu. 1, đúng rồi, 18. 3, đúng rồi. 19. 2, không ai. Có đúng 2 không? 3. Tiếp tục 20. 2. 21.
1 cộng lại 10 chưa? Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy là cái đếm rất đơn giản đúng không? Rồi. Từ đó chúng ta có câu trả lời như sau. Để viết dài này thì chết à? Chúng ta phải nghĩ cách nào đó chứ. Đấy. Đây chính là lý do mà chúng ta sẽ phải có bài số 2, tức là lập bảng tần số. Nhìn nó đọc giá trị 17 có tần số là 1, giá trị 18 có tần số là 3. Mà viết vào cái bản tóm tắt chết đúng không? Thế bây giờ đây thôi, chỉ 17 đến 21 chứ là 17 đến 50 đọc đã mỏi mồm đúng không? Rồi. Tiếp tục ví dụ thứ hai, thời gian chạy 50m của các học sinh trong lớp 7 được thầy giáo thể dục ghi lại trong hai bảng sau. Đây là thầy giáo lấy nguyên cái file hình ở trong sách bài tập. Thì hãy cho biết dấu hiệu chung cần tìm hiểu ở cả hai bảng là gì, số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu đối với từng bảng là gì. Để thuận lợi thì thầy giáo ghi họ lại cho chúng ta quan sát nó dễ. Đây nó nhìn hơi xa đúng không? X bây giờ để thuận lợi mình gọi x là thời gian chạy của nam và y là thời gian chạy của nữ, đơn vị là giây, còn stt là số thứ tự. Thì bên nam mình có 20 bạn này, thời gian mình nữ. Thì bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi dấu hiệu chung cần tìm hiểu đó là gì. Thời gian chạy 50m đúng không? Rồi, của nam rồi của nữ, số giá trị của dấu hiệu thì bên nam có bao nhiêu đâu, bao nhiêu giá trị đâu? Chưa nói giá trị khác nhau đâu nha. Bao nhiêu ạ? 40 không phải nam không mà. 20 đúng rồi, giỏi lắm. Thế nữ, nữ cũng có 20. Thế bây giờ ở vì trong bài nó chưa sắp xếp nhỏ đến lớn cho nên là mình phải đếm. Sau đó mình trả lời các giá trị khác nhau. Đây câu hỏi có giá trị khác nhau đối với từng bảng này. Rồi bây giờ ví dụ nam đi, mình xem từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dưới. Đây. Cái này xem nào, nhỏ nhất là bao nhiêu? 8,3. Có mấy? 8,3 này, 1 này, 2 này, hết chưa? Hết rồi, như vậy là có 2 lần đúng không? Tiếp tục 84 này, 84 nào, để em đếm xem nào. 1 này, 2 này, 3 này, đúng rồi. 85 không? Có 8,5. Đếm nào, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Thế là 13 rồi đấy. 86 có. Ủa không có à? Không có, không ghi. Có không? Nhìn lại đi. Rồi. Nè, 8 7 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 này. 18. Tiếp tục. 88 không? 88 có 2. Đúng không? Rồi. Thế là hết. Đây, 88 có 2. Hết rồi. Đúng chưa nào? Tương tự như vậy các em làm trong biên trường hợp của nữ. Được không? Đó, rất đơn giản. Dễ dàng không? Chuẩn luôn. Kiểm tra đa số nha. 1, 2, 3. Úm ba la mở ra vườn cổ tích. Xem có đúng không? Biên trái đây. 8,3, tần số 2, 84, 3, 85, 8, 87, 5, 88, 2. Ồ, bảng thứ 2. Đúng chưa? Đúng rồi, giỏi lắm. Đó, đơn giản. Ví dụ thứ ba, một hộp chè, chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của cửa hàng và đem cân thì cho cân lại cho kết quả như sau. Sau khi đã trừ đi khối lượng của vỏ
tính bằng đơn vị gram như sau. Hãy cho biết dấu hiệu tìm hiểu và số các giá trị trong dấu hiệu đó, số các giá trị khác nhau của dấu hiệu, các giá trị khác nhau và tần số mình, tức là số các giá trị khác nhau là bao nhiêu, còn các giá trị khác nhau là mình liệt kê ra, ví dụ 16, 17, 18, 100, 90, vân vân, đúng không? Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì ạ? Là gì ạ? Là khối lượng chè trong từng hộp. Đúng rồi. Số các dấu hiệu. Ok, mình phải ở đây có 30 hộp nhỉ? Có 30 hộp, như vậy số các giá trị của dấu hiệu là 30. Số các giá trị khác nhau thì chúng ta phải liệt kê ra thôi. Đó. Đấy, chúng ta tự đếm nhá. Rồi. Sau đó chúng ta trả lời câu hỏi. Mạnh dạn lên, đừng sợ. Cái phần thống kê là ứng dụng rất thực tế, sau này chúng ta dùng rất là nhiều. À, xong chưa nào? Đối chiếu đa số nha. 98 tần số là 3, 99 tần số là 4, 100 tần số là 16, 101 4, 102 tần số là 3. Có bạn nào có kết quả khác không? Không, tốt lắm. Như vậy trong cái bài học ngày hôm nay, chúng ta cần đã nắm vững được là dấu hiệu cần quan tâm là gì này. Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị khác nhau, có bao nhiêu giá trị, rồi có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó này. Viết các giá trị khác nhau trong dãy giá trị đó và viết tần số của chúng để nó phục vụ cho bài sau về trình bày số liệu bằng bảng và biểu đồ và thu gọn số liệu bằng các số đặc trưng. Các em thân mến, chương trình học toán học đầu xuân đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các em có bài học thật là bổ ích và sẽ ứng dụng được trong thực tế sau này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt các em.